thứ năm sau Chúa Nhật 29 thường niên. Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và tại những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để đem hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Chúng ta nghe câu nói lại, Giêsu là một con người đầy nhân từ, tín tốt, hiền lành, hy sinh, phục vụ. Vậy mà hôm nay sao Chúa nói những cái câu nghe có vẻ như là sắp sửa một có một cái cuộc gì đó đổ vỡ để ném lửa vào thế gian và mong ngọn lửa đó bùng cháy. Ngọn lửa ở đây chúng muốn ném vào mặt đất không phải là ngọn lửa hủy diệt, không phải là lửa án phạt, mà là ngọn lửa của thần khí, lửa yêu thương, lửa ân sủng, lửa đem đến cho con người an bình. Cái ngọn lửa Chúa biến là nguyên nhân cho con người ta chia rẽ, bất an, bất đồng, nhất là trong gia đình. Khi một người chọn theo Chúa, sống với Chúa thì phải làm sao dứt khoát những gì là ý riêng, liên hệ bản thân và kể cả người nhà. Ngọn lửa mà Chúa nói ở đây là sứ điệp tin mừng của Chúa, và chính là ngài đem đến. Thay vì con người phải đón nhận để có sự bình an thực thực, thì con người lại trở nên cứng đầu, tự mãn, chia rẽ, chống đối lẫn nhau. Cha chống đối con trai, cha chống đối cha, con gái chống đối mẹ, mẹ chồng chống đối nàng dâu và ngược lại. Trong một gia đình mà chống đối lẫn nhau như vậy thì không còn là gia đình nữa, không còn là tổ ấm yêu thương. Cho nên cái vấn đề là khi chọn Chúa thì chúng ta phải dứt khoát, kẻo không thôi chúng ta trở thành thù địch lại Thiên Chúa. Bóng tối phù hợp ở cái không gian khi ánh sáng bật lên thì bóng tối đầy đủ, khi ngọn lửa bùng lên thì sức ấm được tỏa ra. Nếu không có ngọn lửa thì vẫn lạnh lùng, vẫn lạnh lẽo, vẫn cô quạnh. Cho nên cái vấn đề mà thù ghét, chối bỏ yêu thương, tự mãn kiêu căng là phủ nhận. Giêsu nói để cho các tông đồ chuẩn bị tinh thần. Khi mình đón nhận ngọn lửa của thần khí thì mình được đổi mới cả trong lẫn ngoài, tâm hồn lẫn thể xác, từ suy nghĩ, tư tưởng, hành động, lời nói, việc làm, hoặc là lời nói, việc làm của người có ngọn lửa thần khí. Tại một vùng núi lạnh lẽo ở miền Bắc Ấn Độ, người đi đường thường giữ ấm bằng một chiếc nồi đất nhỏ, cho than hở vào và đậy nắp cho kín. Sau đó họ lấy dây ràng kỹ quanh nồi, rồi dùng khăn vải bọc lại làm vật chi. Và khi đi đường, khi ra ngoài, họ
cặp cái chiếc lồng áp vào trên người cho ấm. Có ba người đàn ông cùng đi đến một cái đền thờ. Đường đi xa nên cứ đi một lúc họ lại nghỉ chân rồi mới đi tiếp. Ở một chặng nghỉ, một người trong họ trông thấy có vài người mô hành ngồi co rúm lại với nhau vì trời lạnh. Anh ta vội mở chiếc lồng của cái nồi ra để lấy lửa mồi những chiếc lồng kia để sưởi ấm cho tất cả mọi người đều được hơi ấm. Người bộ hành thứ hai mở chiếc lồng sưởi của mình để mồi lửa vào ngọn đuốc mà anh ta đang theo. Ánh sáng từ ngọn đuốc đã giúp cho cả đoàn có thể lên đường một cách an toàn. Người thứ ba cười nhạt, hai người bạn thân mật: sao các anh điên thế? Sao mà biết vạn lửa như vậy? Nghe thế, họ bảo anh ta là: hãy cho chúng tôi xem ngọn lửa của bạn. Anh mở chiếc lồng của mình ra thì thấy những con lửa đã tắt hút từ bao giờ, chỉ còn lại tro và vài mẩu than rê rết sắc tàn. Với ngọn lửa cùng mình, một người đã cho đi hơi ấm, người kia cho đi ánh sáng, duy có một người thứ ba muốn giữ lấy ngọn lửa cho mình thì lửa tàn luôn và chúng ta chẳng được gì và cũng chẳng có cho ai. Đúng vậy, chúng ta có ngọn lửa cho mỗi người chúng ta. Chúng ta có nhiệm vụ đem ngọn lửa tình thương đấy cho anh chị em, nhất là trong đại dịch này, nhất là trong thời kỳ căng thẳng vừa qua. Nhiều khi chúng ta nghe chỗ này kia người kia nhiễm F0 này kia, chúng ta lại dị nghị. Cái điều đó là cứu mạng. Và khi họ đã chữa được chữa khỏi rồi và chúng ta cũng cảm thấy cái gì đó nó khớp lại lỗi lạc. Nhiều khi trong cái thời gian đó người ta chịu đựng thay cho mình biết. Tôi thật không, khi mà nghe chỗ này chỗ kia đang bùng lên tôi xuất ruột, dù ở trong nhà vẫn cầu nguyện vẫn khấn lòng thương xót đức mẹ thương xe thương tôn. Tôi mong muốn là chị em mau khỏe hồi phục để trở lại cuộc sống đã bình thường. Và cho nên cái vấn đề mà khi mà chúng ta gặp cái này, bây giờ chúng ta sống chung cái gì, chúng ta sống như thế nào? Hôm nay là ngày tạ ơn Chúa. Nhìn lại chặng đường ngay riêng bản thân con 53 tuổi đời, 25 đến 1 rồi 36 tuổi. Nhưng mà cứ là cái gì cũng nghĩ lại, một tuổi về Tân Châu đó là người ta hồi nôi ấy, nó vui với anh em vỗ đầu một năm mà. Cho nên cái vấn đề tuy thời gian ngắn thì bị giãn cách nhiều đợt Covid, đợt dịch Covid, bao nhiêu cái suy nghĩ, những cái ưu tư, cả thăng trầm, buồn lẫn vui, mình chưa làm được gì với giáo sư. Nhưng bản thân của con luôn cảm nhận được chính Chúa là tất cả và gìn giữ giáo sư, gìn giữ luôn cả bản thân tội lỗi, yếu đuối, thấp hèn của mình. Và đó là cái điều mà mình cảm nhận. Đôi khi thời gian đầu có những cái sự hiểu lầm làm cho con người mới tới cảm thấy như phải suy nghĩ, suy tư, đôi lúc cũng buồn. Nhưng mà mình nghĩ đó là cái thử thách thôi, không có vấn đề. Cho nên mong muốn là mỗi dịp tạ ơn các bà và anh chị, chúng ta cầu nguyện cho giáo sư, cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho mỗi người chúng ta
biết luôn luôn đón nhận ngọn lửa của thần khí, được yêu thương, được biết ông và bác ái. Xin Chúa ban cho chúng ta biết luôn luôn đón nhận ngọn lửa ấy bằng cái lòng tâm tình của chúng ta đối với Chúa, đối với nhau và đối với chính giáo hội, nhất là giáo xứ, là một giáo hội địa phương, là một gia đình. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết trân trọng cái hồng ân Chúa đã ban cho giáo xứ, gia đình và chính mình, để chúng ta cũng biết chiến thắng vào